Xin chào các bạn đã đến hôm quay trở lại với Techmark Việt Nam. Apple đang được coi là công ty công nghệ có giá trị vốn hóa cao bậc nhất hành tinh, và để có được như ngày hôm nay là nhờ vào sự đóng góp rất lớn của công ty cho thế giới công nghệ trong công cuộc là tái định nghĩa lại nhiều loại sản phẩm công nghệ khác nhau. Có thể kể đến như là iPod, định nghĩa lại cách mà con người nghe nhạc. iPhone thì định nghĩa lại thế nào là điện thoại thông minh đúng nghĩa. Hay gần nhất là Apple Watch lẫn AirPods cũng góp phần định nghĩa lại về đồng hồ đeo tay lẫn tai nghe không dây là phải như thế nào. Dĩ nhiên đó chưa phải là điểm dừng của Apple đâu, mà Táo Khuyết còn đang ấp ủ một thứ lớn lao hơn rất nhiều. Sẽ là không quá khi cho rằng Apple chính là công ty đang đổ vốn đầu tư mạnh mẽ nhất vào thị trường thiết bị thực tế ảo, mà cụ thể là công nghệ thực tế tăng cường AR. Trong nhiều năm qua thì Apple đã liên tục cải tiến các bộ kit hỗ trợ AR để giúp lập trình viên và người dùng của họ có được trải nghiệm thực tế ảo vượt trội nhất có thể so với bất cứ một nhà sản xuất nào khác. Khi mà phần cứng xử lý của iPhone, iPad đang ngày càng mạnh mẽ và đủ để tạo nên một thế giới AR siêu thực, thì đích đến tiếp theo sẽ là cách để Apple thay đổi hoàn toàn cách mà chúng ta tương tác với công nghệ thực tế ảo. Mà chính xác thì thứ mà Apple muốn mở ra tương lai sẽ là một chiếc kính, hay còn được gọi là Apple Glass. Cứ bằng mà nói thì cái tên Apple Glass chắc chắn sẽ gần chính xác nhất cho thế hệ thiết bị tiếp theo của Táo Khuyết, bởi nó phù hợp với phong cách đặt tên cho các sản phẩm của công ty thời hậu Steve Jobs. Không còn mang nặng tính cá nhân kiểu như là iGlass, mà nó sẽ đại diện cho triết lý của toàn bộ Apple trong hiện tại và tương lai. Đối với chiếc kính AR Apple Glass, thực tế là các thông tin xoay quanh thiết bị này đã được đồn đoán từ rất lâu rồi, nhưng phải cho đến bây giờ một số thông tin bổ sung đã như thể những miếng ghép quan trọng để giúp chúng ta hình dung được chiếc kính này sẽ giúp Apple mở ra tương lai như thế nào. Đầu tiên là về thiết kế nhé. Giống như mọi thiết bị Apple hiện nay, chắc chắn Apple Glass có gọng kim loại rồi, thậm chí là kim loại siêu cứng như thép trên khung của iPhone 11 chẳng hạn. Vì dù sao thì lượng kim loại để làm một chiếc gọng kính chắc chắn là ít hơn nhiều so với kim loại để tạo nên khung của một chiếc điện thoại rồi. Tức là cho phép Apple có thể sử dụng vật liệu cứng nhất của mình để làm nên chiếc kính AR đầu tiên. Bên cạnh đó thì mắt kính của thiết bị cũng rất đặc biệt khi được tích hợp màn hình. Có lẽ là dạng trong suốt để hiển thị thông tin trực tiếp trước mắt người dùng, nhưng mà tất cả sẽ không dễ nhận ra khi so với mắt kính bình thường. Và kết hợp lại sẽ giúp cho thiết kế tổng thể của Apple Glass trông không khác nhiều so với một cặp kính tiêu chuẩn. Nó không quá bị đặc biệt như là Google Glass, hay là không quá cồng kềnh như là Microsoft HoloLens, bởi vì cách mà Apple tiếp cận với Apple Glass là giúp biến nó thành một phụ kiện của iPhone, chứ không phải là một máy tính độc lập như là Google và Microsoft đang làm. Dĩ nhiên, tính năng chống nước và bụi sẽ phải có mặt trên chiếc kính của Apple để sản phẩm có thể hoạt động trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Tiếp đến là về cách thức hoạt động. Có vẻ như là Apple Glass sẽ được thừa hưởng lối điều khiển tương tự như là Apple Watch, tức là như một thiết bị phụ trợ cho iPhone. Như đã đề cập thì Apple Glass sẽ được trang bị màn hình trên cả hai mắt kính, tức là hình ảnh AR sẽ được hiển thị trực tiếp trên màn hình này, tương tự như cơ chế hiển thị của Google Glass vậy. Tuy nhiên thì khác với Google Glass vốn phải dựa nhiều vào camera, thì Apple Glass đơn giản là chẳng có cái camera nào cả. Điều này sẽ giúp thiết bị không bị cấm sử dụng ở những nơi nhạy cảm. Tuy nhiên thì các cảm biến đo không gian vẫn sẽ xuất hiện, đặc biệt là cảm biến LiDAR. Đây chắc chắn sẽ là điểm cộng cực kỳ lớn của Apple Glass khi mà so với bất kỳ thiết bị đeo AR nào khác hiện nay. Khả năng điều khiển trên Apple Glass có vẻ như sẽ phụ thuộc vào cử chỉ, tức là khá giống với cả Microsoft HoloLens, nhưng điều này chưa được chắc chắn cho lắm, vì như vậy sẽ buộc thiết bị phải có camera, nhưng mà Apple Glass lại không có, tức là có thể Apple sẽ cung cấp tùy chọn này trên một phiên bản cao cấp hơn chăng? Về giá bán thì sao? Đây sẽ là phần gây ngạc nhiên đấy, bởi vì Apple Glass sẽ có giá bán lẻ vào khoảng 499 USD cho bản cơ sở. Nhưng mà nếu các bạn bị cận và muốn mắt kính phù hợp với độ cận của mắt thì bạn sẽ phải bỏ thêm một ít tiền nữa. Nói một ít ở đây có lẽ không chính xác lắm. Nhiều người dự đoán kính Apple Glass tùy biến có thể có giá lên tới gần 1.000 USD. Dù sao thì Apple vẫn muốn đảm bảo kính của họ có giá bán chấp nhận được đối với số đông người tiêu dùng. Nếu không thì sản phẩm này sẽ không bao giờ phổ biến được. Do đó thì chúng ta sẽ chờ xem họ xử lý vấn đề này như thế nào nhé. Cuối cùng là thời điểm ra mắt thì sao? Có vẻ như Apple đã lựa chọn sự kiện giới thiệu iPhone 12 vào cuối năm nay để hé lộ về chiếc kính của mình bên cạnh iPhone 12. Tuy nhiên thì do tác động của đại dịch virus Corona, nhiều khả năng khiến Apple phải rời màn ra mắt của Apple Glass sang một thời điểm sau đó, tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trong vài tháng tới đây. Có nghĩa là Apple Glass có thể sẽ được bán ra sau đó một năm, vào quý 4 năm 2021 hoặc là quý 1 năm 2022. Dù sao thì đó cũng là điều tốt, bởi khi mà thế hệ iPhone tiếp theo vốn chẳng có mấy đổi mới so với iPhone 11 nhưng vẫn được kỳ vọng thành công lớn, thì việc giới thiệu một thứ vượt quá sức tưởng tượng của đối thủ như là Apple Glass quả thực là rất phí phạm, nên để năm sau giới thiệu nó cũng được.
Nói chung thì Apple Glass đang hứa hẹn sẽ làm nên một cuộc cách mạng hoàn toàn mới, thay đổi căn bản cách mà chúng ta tương tác với môi trường thực tại ảo đến tận gốc rễ. Và có lẽ nếu một điều ước gì đó có xuất hiện thì chúng ta nên ước rằng Táo Quyết nên cân nhắc làm cái logo của họ trên kính trông nó to to một chút để anh em có thể dễ dàng thể hiện sự sang chảnh của mình hơn, đặc biệt là trong thời điểm đói kém như thế này. Và đặc biệt hơn nữa là với những người bị cận như mình, đổi cái kính khác, xời, xong có quả logo quả táo nó to oạch ở chính giữa này chẳng hạn, xời, đi ra đường kiểu hào hài phết. Còn các bạn nghĩ sao, liệu rằng Apple Glass nó có kiểu như là edit của Tony Stark không? Nó có được như thế không? Mình thì nghĩ là có thể lắm chứ. Thời gian sẽ trả lời. Các bạn nghĩ sao, hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.